Hello, xin chào anh chị nhé. Và hôm nay thì salon Mạnh Ô Tô về một con Kia Cerato 2018 xe số tự động. Thế thì một con xe đây là một con xe mà nó khá là mới và em vừa mới lấy về. Và con xe này thì anh chị bạn hoàn toàn có thể là lấy luôn và cũng không cần phải dọn dẹp gì nhiều cả. Có thể nó bẩn bên ngoài một chút. Trong quá trình đi lại thì chúng ta rửa qua là hết thôi. Chứ còn về phần nội thất, máy móc cũng như là về phần thân vỏ bên ngoài thì nó hoàn toàn là nguyên bản. Một con Kia Cerato xe số tự động bản đủ cửa nóc, ghế điện và gập gương tự động khá nhiều trang bị. Thì đầu tiên thì đi qua đến hệ thống bên ngoài của nó. Đây tổng thành phía bên ngoài. Anh chị có thể thấy là form dáng của dòng Kia Cerato này vốn dĩ nó là một trong những cái dòng xe mà form dáng nó khá là đẹp. Dòng Kia này và đặc biệt là với cái đời form mới như thế này 2018 thì nó lên form như thế này thì nó còn đẹp hơn với những đường gân ở trên nắp capo này, hệ thống lưới tản nhiệt này. Đấy, rất là đẹp. Đèn pha là đèn bi. Đây đèn bi. Xe thì là biển 37 Nghệ An. Màu đỏ. Màu nó khá là đẹp và cũng như form dáng dòng này thì so với nhiều dòng xe khác phân khúc hạng C thì nó cũng là một dòng xe mà được đánh giá là thiết kế đẹp. Đây là răng còn rất là mới 2018, con xe này đi nó là 7 vạn, hơn 7 vạn một tí. 2018, 19, 20, 21, 22. Nói chung là mỗi năm nó đi đâu đấy khoảng hơn 1 vạn, gần 2 vạn. Đấy. Đây lốp vẫn 2018 nha anh chị nhé. Đây này. Lốp vẫn 2018 này. Đấy. Lốp vẫn theo xe nhé. Xem lốp bên này nào. Lốp này cũng thế. Lốp sau. Đấy, lốp sau cũng thế. Nói chung là 4 quả vẫn còn theo xe. 7 vạn, 4 quả còn theo xe. Đấy, xe màu đỏ khá là đẹp. Cửa sổ nóc đây anh chị này. Đấy. Có hệ thống nhớ ghế nhá. Nhớ ghế 1-2 ở đây. Cài đặt ở đây. Đấy thì anh chị có thể thấy là khi mà em mở cửa ra này, em đóng cửa vào là ghế tự động di chuyển lên. Và khi mà em mở cửa ra là ghế nó đấy, nó lùi xuống. Và khi mà chúng ta nổ máy lên thì nó sẽ di chuyển về cái vị trí. Đấy, nó vừa mới di chuyển về vị trí mà chúng ta đã cài đặt từ trước, thuận lợi cho người lái. Đây để đi. Bảy vạn hai. 72.746 km. Và 4 quả lốp còn theo xe. Trang bị màn hình DVD. Màn này là màn theo xe luôn. Đây, hệ thống này là gập gương tự động. Tự động gập gương. Hệ thống nhớ ghế. Ghế là ghế chỉnh điện. Chứ không còn là chỉnh tay nữa. Trang bị khá là nhiều tiện ích. Vô lăng tích hợp. Đấy, và đặc biệt là vô lăng này thì còn có cả hệ thống gảy số vô lăng này. Đây, hệ thống gảy số vô lăng. Khi mà chúng ta đi ở những đường khó đi hoặc đi đường cao tốc, chúng ta muốn vượt xe thì có thể tăng giảm số ở đây. Đó là hệ thống số tự động D cộng D trừ ấy. Số là số thẳng. Và hiện tại thì con xe Kia Cerato 2018 số tự động này đang bán với giá nó rơi vào là 500 triệu. Đấy, với một con xe nó còn nguyên bản 100% như thế này thì anh chị hoàn toàn có thể lấy xe và chúng ta xem xe, test thử hoàn toàn vô tư thoải mái.
không có vấn đề gì cả, có thể đi check hãng thoải mái. Với chúng ta bỏ ra tầm tiền khoảng đâu đấy khoảng tầm gần 700 triệu để chúng ta mua một con xe mới thì chúng ta hoàn toàn có thể tiết kiệm đâu đấy 200-300 triệu để có thể lựa chọn một con xe mà nó vẫn còn nguyên bản 100% như thế này. Tất nhiên là xe cũ thì nó cũng đi 7 vạn rồi, nhưng mà nó vẫn còn giữ được độ nguyên bản. Đây, hệ thống cửa sổ trời này, chỉnh điện nhé, tất cả là chỉnh điện hết. Đấy. Ghế điện, gương kính chỉnh điện, cửa sổ trời chỉnh điện, điều hòa auto, điều hòa nó điều hòa tự động nhé, vô lăng tích hợp, gảy số vô lăng, rất là nhiều tiện ích ở con xe này. Đấy, mặt đồng hồ thì nó cũng trang bị nó khá là đẹp. Đấy, hộp cốp thì nó có ấn nút ở đây. Bình thường có những con xe khác thì là nó sẽ có nẫy ở phần này. Chúng ta gảy ra thì con xe này thì không cần, chúng ta chỉ cần ấn nút đây thôi. Đấy. Đấy, là nó bật ra. Trang bị khá là nhiều tiện ích. Form dáng thì đẹp. Xe thì nguyên zin 100%, bao test hãng thoải mái. Đấy, anh chị test hãng, test thợ đến test thoải mái. Hai bóng khí. Giá là 500 triệu, bao rút hồ sơ cho anh chị và các bạn cũng như là lọc lá một chút. Thì nếu như anh chị và các bạn nào mà chúng ta có nhu cầu về con Kia Cerato này thì có thể là liên hệ số điện thoại ở dưới màn hình hoặc đến trực tiếp ở tại salon Mạnh Ô Tô ở km số 6, đường Bắc Cạn Cũ, Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên để có thể xem xe, test xe và đi thử. Đấy, đi qua hệ thống máy của nó. Con xe này nó lại đây thì qua hệ thống máy này, máy vẫn đang nổ đây anh chị nhá, đây máy vẫn đang nổ này, nhưng mà máy con xe này nó rất là êm nên là em sẽ quay máy khi mà nó đang nổ cho anh chị và các bạn. Đây, máy móc hoàn toàn là nguyên bản hết. Vì xe đi có 7 vạn thôi, keo chỉ nguyên zin 100%, không có đâm đụng tai nạn ngập nước cũng như taxi dịch vụ gì cả. Và anh chị các bạn lấy xe về từ 5 đến 7 ngày nếu phát hiện lỗi, chúng ta hoàn toàn được đổi giá xe. Máy là 1.6. Đấy, nó có một bản nữa là bản 2 chấm. Tuy nhiên bản 2 chấm thì tất nhiên nó sẽ khỏe hơn, nhưng nó ăn nhiều nhiên liệu hơn. Ở đây chỉ có 1.6 thôi, phù hợp với anh chị và các bạn nào mà chúng ta đi gia đình. Đấy, không cần nó quá là khỏe, quá là bốc. 1.6 là đi thoải mái rồi. Đấy, keo chỉ thì nguyên zin, máy móc nguyên zin, gầm bệ nguyên zin, xe đi có 7 vạn. Màu đẹp. Đấy. Form dáng đẹp. Trang bị nhiều. Và nếu chị có nhu cầu về con xe này thì có thể liên hệ số điện thoại dưới màn hình, hoặc là cần tư vấn bất kỳ các vấn đề gì về dòng xe ô tô cũ thì có thể liên hệ số điện thoại để em có thể tư vấn cho anh chị hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn chị đã xem video và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.